Các bạn đến với Sữa Lo Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Hôm nay mình đang có mặt tại quốc lộ 51 hướng đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình có một khách VIP ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mình một cái lo kéo 3 bát mà khủng nhất. Anh nói là cứ ráp đồ tốt đi, tiền nhiêu cũng được hết. Thì mình tư vấn cho ảnh một cái dòng lo kéo 3 bát mà đang có chương trình khuyến mãi, mua cặp bộ lo đó thì tặng được thêm cái lo 3 tấc công suất lớn trị giá là 7.9 triệu. Thì anh đã chốt xong đơn tối hôm qua, thì hôm nay anh mình hẹn anh 4 giờ có mặt tại cửa tại nhà anh để giao các bạn. Thì từ quốc lộ 51 này chạy tới Bà Rịa Vũng Tàu mới tới nhà ảnh thì còn khoảng 35 km nữa. Mình chạy tới nơi thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Do hôm nay là chủ nhật nha các bạn, nên khách đi du lịch từ Vũng Tàu về Sài Gòn đông lắm. Nên nãy giờ kẹt xe hướng từ Vũng Tàu về Sài Gòn, kẹt mấy cái ngã từ đèn xanh đèn đỏ rồi kẹt cứng luôn. Thì lo kéo trên YouTube thì cũng rất là nhiều đơn vị bán ăn. Thì đặc biệt bên mình bán là không có nhận cọc trước nha các bạn. Bên mình là giao tận nơi, test ok mới lấy tiền, chứ không có nhận cọc trước. Thì các bạn chú ý về cái phần nhận cọc trước. Nhận cọc trước rồi chuyển tiền trước rồi nhiều khi người ta không giao hàng rồi mất tích luôn, là mình cũng không biết đâu mà mình tìm nha các bạn. Như cái thứ hai nữa là khi mà các bạn muốn mua lo kéo chính hãng thì các bạn phải gọi đúng số điện thoại của mình 0948 85 86 85 hoặc là 0963 483 983. Các phương tiện của mình đi giao thì các bạn đã biết rồi đó. Xe tải thì cũng có logo, xe bán tải cũng có logo. Thì đúng phương tiện, đúng người, đúng sản phẩm nữa nha các bạn. Chứ nhiều người đã giả mạo danh cái sản phẩm công ty của Sưởng Lo Thanh Cao đem về Bến Tre bán rồi mình đã phát hiện rồi ha. Thì các bạn nhớ kỹ điều đó nha. Khu vực này là của Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Đó, các bạn thấy núi trước mặt mình đó. Thì từ quốc lộ 51 mình sẽ quẹo trái vào hướng Cách Mạng Tháng 8 để đến khu vực chợ Hòa Long để tới nhà được khách hàng của mình. Khu vực này công an bắn tốc độ nhiều lắm nha. Mình cũng chạy kỹ chút. Hôm nay là hôm qua là ngày 19 tháng 11 nha các bạn. Rồi bữa nay là 20 tháng 11. Bởi vì bà con ở đây treo cờ đón ngày quốc tế đàn ông quá trời luôn nè. Khu này là treo cờ nè. Đó, các bạn quê hương các bạn có treo cờ để đón dịp Tết lễ ngày 20 tháng ngày 19 tháng 11 không? Đó, Bà Rịa người ta Vũng Tàu người ta chịu chơi ghê không? Quốc tế đàn ông mừng như là mừng Tết vậy đó. Đây là mình tới dòng xây quẹo phải là Phù Mỹ, đi thẳng là thành phố Vũng Tàu nha các bạn.
mình quẹo trái về cái hướng đất đỏ. À, khu vực đất đỏ này là đất đỏ Ba Giang, à, trồng cây trái rồi rất là tốt nha các bạn. Quẹo trái. Đây, tới dòng xây đi thẳng ấp Bắc, đi trái về Châu Đức và quẹo phải về thành phố Bà Rịa Vũng Tàu với Hòa Long. Thì mình đi về cái hướng chợ Hòa Long, còn 2 km nữa là tới chợ Hòa Long. Nhà khách hàng cách chợ Hòa Long thì cũng phải cỡ 3 km. À, tới khu đô thị giảm tốc độ lại là 60-50. Tại tới cái khu vực mà dự án trồng chuối công nghệ cao lớn nhất của tỉnh Bà Rịa nha các bạn. Đó. Chuyên canh chuối, trồng công nghệ cao từ cái khâu mà trồng cho đến khâu thu hoạch, áp dụng công nghệ cao hết. Mấy hai dòng còn khi bón xe nổi được. Rồi lật qua lại, lật lên luôn. Lật lên cái đẩy vô. Rồi xuống đây làm cho anh chứ chở gì. Anh khui lo đi anh. Dạ được. Cái này 32 triệu, cái lo dưới 32 triệu là tặng cái bộ lo trên 7.9 triệu để kèm vô hát cho nó lớn. Dạ dạ. Rồi, bán ra luôn. Đó là cái anh chặn ở đâu. Oh,
Người em yêu đã nói nhung nhang.
sĩ ơi.